dữ. Ơ, trời ơi, quá hay, chào cổ điển. Mời bạn ơi. Nói ra thì xấu hổ. Thì xấu hổ, có gì đâu xấu hổ. Tại vì cái số không biết ăn hết sao mà cứ quen bạn trai rồi cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ sao? Dạ đúng rồi chị. Tới tham gia chương trình có nộp giấy độc thân chưa? Dạ có anh. Có phải không? Chứng minh hàng chưa bóc tem luôn anh. Ba tuổi. Chắc chắn chưa vợ phải không? Chắc chắn chưa vợ chưa? Dạ chắc anh. Thề tụi tôi đi. Dạ em thề. Rất là dễ thương ha. Đỗ Thị Thu Hương. Đỗ Thị Thu Hương. Dạ. Em 23 rồi chị. 23 ha, còn quá trẻ ha. Hương đang làm gì? Em học luật. Tốt nghiệp luật hả? Dạ. Dạ. Tốt nghiệp luật là nói chuyện chắc là luật dữ lắm nè. Xin lắm xem nha, xin lắm để nha. Để xem ơi, chàng trai chúng ta đến từ đâu, tên là gì, làm nghề gì. Xin mời. Trời. Quá dữ. Trời ơi. Quá hay, chào cổ điển. Mời bạn ngồi. Dạ. Một cách xuất hiện rất là ấn tượng. Bạn tên gì? Dạ em tên Cao Xuân Cang, năm nay em 27 tuổi, làm bên hoạt hình 3D và game. À, tức là làm về kỹ thuật đúng không? Vừa kỹ thuật mà vừa nghệ thuật. Kỹ thuật luôn, đúng rồi. Cái này là tôi thích lắm, là làm 3D ha. Bên đây rất đẹp trai nha, tóc quăng quăng dễ thương lắm nha. Rồi. Bên đây ta cũng đẹp gái lắm đó nha. Hương nè. Dạ. Nhưng mà em xinh như vậy đi học rồi không, sinh thời sinh viên mình mà không lẽ không có bạn trai? Nói ra thì xấu hổ. Có gì đâu xấu hổ. Tại vì cái số không biết ăn hở sao mà cứ quen bạn trai rồi cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ không? Dạ đúng rồi chị. Mà mình không biết người ta có vợ rồi mình quen, hay là mình quen rồi rồi mình mới biết là người đúng ta có rồi vợ. Giấu giếm kỹ lắm, xong cái quen khoảng 1 tháng 2 tháng cái là biết ra là có vợ. Nhưng mà rồi sau một thời gian, tại sao em biết là người ta có vợ, em phát hiện hay là người ta tự thú? Cũng nhiều lần lắm, có khi là có người thì là vợ phát hiện xong rồi nhắn tin cho em. Trời. Còn có người thì em nghe mọi người trong cơ quan của cái người đó nói. Rồi nói chung là cũng nhiều tình huống mà ít ra cũng 6 người vậy. 6 người như vậy? Trời ơi, kỷ lục. Cái gì vậy trời? Nhưng mà sao kỳ cục vậy em, sao mà bị người ta bị một lần người ta sợ rồi mà em bị tới 6 lần là chị không hiểu luôn. Tại cái nhược điểm của em là dễ tin người, ai nói gì em cũng tin. Cho nên bữa nay là sợ quá đến chương trình để nhờ chương trình kiểm tra trước giùm á, phải không? Chờ anh chút xíu. Ăn luôn. Kiểm tra vụ vợ giùm em cho kỹ nhanh lên. Đây nghi lắm mà. Kiểm đi. Em nhìn 27 tuổi coi chừng rồi nha. Tới tham gia chương trình có nộp giấy độc thân chưa? Dạ có anh. Có phải không? Chứng minh hàng chưa bóc tem luôn anh. Ba tuổi. Chắc chắn chưa vợ phải không? Chắc chắn chưa vợ chưa? Dạ chắc anh. Thề tụi tôi đi. Dạ em thề. Rất là dễ thương ha. Bây giờ bạn nghe bên kia, bạn thấy bạn có giống bên kia không? Cũng giống giống, gần giống vậy. Gần giống là sao? Tức là bạn đã cũng yêu người đã có vợ. Ê quên. Không phải, em yêu người em đã yêu có chồng. Một cái người mà quen tìm hiểu thì mới biết là một thời gian em biết là người ta có bồ rồi. Có bồ không sao mà có quen người nào có vợ chứ, ý có chồng chưa? Chưa anh. Chưa đúng không? Vậy là không bi kịch bằng bên kia. 27 tuổi, mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình. Dạ lúc đầu thì em quen một cái bạn mà ở chung công ty. Nhưng mà cái phát hiện ra là cổ là có bồ rồi. Xong cái em nói thôi giờ mình quen, mới quen một cái cô hàng xóm. Chứ làm ăn gì? Làm ăn gì? Chỉ quen để có người dẫn đi xem phim rồi uống cà phê. Quen 2 năm rồi, bây giờ cô ấy nói 10 năm nữa mới lấy chồng. À. Mà mình không đợi được. Đây là tham gia chương trình. Bây giờ để tôi hỏi cái vụ này nè. Hương nè. Dạ. Chị thấy em rất là, bề ngoài của em rất là xinh. Mà chị nhìn cái từ chung là nhìn em rất là hiền. Dạ. Em tự nhận xét về bản thân mình đi, là em là người như thế nào? Mọi người đánh giá là em ngoan. Ngoan. Ngoan, hiền, được lòng người lớn chị. Với lại em có cái ưu điểm là em giỏi chịu đựng. Giống như người ta chửi mà em cũng cười. Trời đó. Trời đất ơi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Nhưng mà chị nghĩ ai đâu mà nỡ chửi em. Em xinh như vậy mà ai mà chửi. Bên kia cái mẫu cá tính cũng lạ lắm không? Đúng rồi. Bên đây cá tính cũng hơi lạ. Dạ. Thì chỉ của em về một người bạn đời là như thế nào? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Em không đòi hỏi gì nhiều. Có 3 vòng cân đối. Trời ơi. Hay. Không có đòi hỏi gì nhiều hết trơn. Không có đòi hỏi nhiều. Cân đối là sao? Tám mấy đều hết hả? Dạ không. Hôm nay là giống như cái đồng hồ cát đó, nó phình ra rồi xong rồi thắt lại là phình ra. Trời ơi, tiêu chí phình ra, khép lại, phình ra.
À, bây giờ nếu để cho em được chọn lựa một người đàn ông của riêng mình thì em mong muốn người đàn ông của em sẽ là người như thế nào? Dạ em thích một người không còn đẹp trai đâu, da ngăm cũng được, nhìn khỏe mạnh. À, nhưng mà nhất là đừng có mập bụng. Đừng có mập cái bụng. Dạ đúng rồi. Nhìn với lại không hút thuốc. Em rất là ghét hút thuốc. Hồi gì uống mùi thuốc lắm. À. Dạ. Còn thuốc không? Dạ không ăn thuốc thì em không hút, nhưng mà em uống bia cho nên có bụng. Cũng hay mập đúng không? Chủ yếu là người phải hoàn toàn. Anh nghe cô này anh muốn qua nhìn quá, tức quá. Cái nào quay mặt tôi coi cái cô đó nha, tôi nói thiệt cô nha, cô làm cái người mà tôi ghét, mà tôi thấy không ai là thương cô. Có cô làm ăn gì coi được. Cô chửi bây giờ cười thiệt. Mình thử chửi, mình chửi cười thiệt. Ủa ai chửi cũng cười vậy hả? Dạ. Cái nhược điểm của em là vậy đó hả? Em nghĩ ưu điểm đó chứ. À ưu điểm á hả? Dạ đúng rồi. Nửa chồng chửi cũng cười. Hên xui à, lúc đó mình đổi tánh sao được. Ừ, dễ thương nha. Dễ thương không? Có, dễ thương. Vậy hả anh? Bất ngờ nha. Dễ thương lắm em. Để chị coi có bụng bự không nha không? Dễ dùm em nha chị. Thôi nhìn đi. Hóp vô đi ông. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Em là chuẩn men mà. Tóc quăng này khôn lắm luôn. Được, được, được. Gọn, mình phọt, mình dây. Bây giờ nè, hai người sẽ gặp nhau ha. Mở màn lên cái em giống như lần đầu xuất hiện thì anh cái tạo ấn tượng đi. Cặp này xứng đôi. Rồi, đó, cặp này xứng đôi à. Xuất hiện làm giống như nhảy hơn nữa nha. Dạ, dạ. Làm gì vậy? Chuẩn bị, màn kéo lên. Một sự xuất hiện gây ấn tượng. Vụ gì? Anh đếm 2, 3 là làm luôn. 3, 2, 1, action. Vô. Cái gì vậy? Sao? Anh muốn tặng em một ca khúc thay lời muốn nói của anh. Hay là mình hãy cứ bất chấp hết yêu đúng nhau vậy đi em. Hay để cho chắn em muốn nghe tim nói gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hay để anh hôn em luôn đi. Hỏi nhỏ nha, hỏi nhỏ này, sáng uống thuốc chưa? Hôm nay liều à? Ba liều luôn. Gan quá. Rồi ấn tượng ban đầu 2 phút. 2 phút. Tiếp theo bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. À, em muốn hỏi anh một điều duy nhất thôi, là nếu như mà có thành đôi á, thì sau chương trình này á, anh có đồng ý là dắt em đi gia đình để ra mắt gia đình không? Ngay và liền. Ok, ngay lập tức. Anh mới gặp em là anh có cái ấn tượng gì đó rất là quen, gần gũi. Thì em tính em thì cũng hiền thiệt, nhưng mà nhiều khi nó cũng điên điên lắm, em cũng không biết được. Anh thì cũng vậy thôi, tùy cơ ứng biến. Nhiều lúc mà gặp những cái chuyện mà cần phải ganh thì mình cũng ganh lên. Giống như vừa rồi anh cũng chưa uống thuốc đủ á. Anh cũng lên cơn luôn. Dạ. Vậy là giống anh rồi đó, có cùng tần số với anh. Dạ. Dạ. Em nóng lòng muốn bấm. Hết giờ. Và bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để chuẩn bị nhấn nút hẹn hò. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ thôi nha. 2. Nhìn bên kia nhìn tôi chi. Và 3. Cũng vui. Nói chung là gặp bạn này về buồn cũng vui. Bạn rất là vui ha, rất dễ thương. Hôm nay hai bạn hình như là đã gặp một cái tần số nào đó với nhau rồi. Rất là thoải mái khi nói chuyện, và mong rằng cái sự thoải mái này chúng ta sẽ tô đậm lên nữa và hiểu nhau nhiều hơn. Và mong rằng cái con đường sắp tới nó sẽ không gặp trong gai trắc trở gì nữa. Một cái khởi đầu đẹp và sẽ đi đến một cái kết thúc rất là đẹp. Chúng ta hãy ôm nhau. Nắm tay đi. Nắm tay nhau. Em nắm nhảy nữa giờ. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây và chỉ cách có một bờ rào thôi. Mình nói lớn lên, mình giao lưu cùng nhau qua cái bờ rào đó nha. Rồi mời em trai.
Giờ em nói gì giới thiệu về mình. Dạ lên đây tự nhiên sao hồi hộp bất chữ bay bay rất trơn rồi. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Minh Trị. Dạ đúng rồi. Tên giống giống tên Du Nhật á. Dạ 33 tuổi, đang làm bác sĩ. Dạ. Bác sĩ về lĩnh vực gì? Dạ em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Dương Linh ạ. Em chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Quê ở Bạc Liêu. Dạ. Còn em làm việc ở đây. Dạ. Ở đây luôn. Dạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Tân Phú. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Dạ. Sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Là em nói trước đúng hay rồi. Là dạ khoan để em chào cô chị Hồng Vân cái đã. Dạ em chào, chào chị Hồng Vân. Chào dạ em, nãy giờ không rồi. Có chào. Dạ thì ưu điểm thì mọi người thấy là em thì nói chung là điểm mạnh điểm yếu thì không có gì nó quá là khác người hay gì đâu. Nói chung là điểm mạnh của em thì em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Nói chung là vòng vòng cuộc sống mình có nhiều khi mà mình xảy ra những cái chuyện mà nó không có vui hay gì kia, mọi người thấy là nó rất là khó chịu, nhưng mà em thì em có thể dễ dàng kiểu như là mình vượt qua chuyện đó. Thì đó là một trong những cái mà em thấy em mạnh. Còn điểm yếu của em á thì thật ra thì em cũng không thấy nó yếu, mọi người thấy nó yếu thôi. Không, em không biết anh Quỳnh Linh thấy yếu không, là mọi người kêu là em lì á. Em hơi lì, nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được, nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao, bởi vì đơn giản là được cái tính lì. Nhưng mà nữa có vợ nè, mà chơi lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Bởi vì em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên mình lên thì nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe à. Vậy đó. Rồi em nghe em sợ không em? Anh nói anh lì lắm luôn á, rồi có sợ không? Không lì gì vậy, em dạy lại. Trời. Em dạy lại đúng không? Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ thích nghi, với lại là em kiểu là người thấu hiểu á chị, cho nên là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu đúng không? Dạ, mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Rồi em có chỉ tiến thủ trong công việc, với lại là em khá là chăm chỉ. Em chăm chỉ, nhưng mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Em cầu toàn. Dạ. Hả? Có nóng giận, tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. À, tức là em chấp nhận người ngoài bắt nạt em, nhưng mà với bồ thì em phải bắt nạt lại đúng không? Dạ. Thấy em bắt nạt khó lắm mà. Thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi kia nữa, mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi, khó. À, mấy cô kia không dạy gì luôn hả? Dạ khó lắm. Khó dạy em hả? Thà bỏ chứ không có dạy, bây giờ em ngồi đây nè. Thôi bây giờ cứ coi làm sao. Bây giờ cái gì nói trước là bước không tới. Em lì cái nào lì, nhưng mà đủ có biết đâu có một cái bông hồng nào dạy được mình. Tại nghe em bên em bên đó, em nói em ngoan quá nên là đó nè. Chị kêu anh nó lớn chứ là nó chậm một xíu. Rồi em giờ nghe cho đàn gái biết là mình có mấy mối tình rồi. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Ở bên đây người ta có ý kiến á. Chào cưng. Dạ. Trời ơi. Không có ai nghĩ là mình là bên ngành y hết trơn á. Dạ. Thiệt luôn á. Tự nhiên cái nói nhìn, vậy à. Bỏ nghề. Nhìn mình giống như là bên ngôi sao điện ảnh nào đó, hay là làm một cái nghề gì đó về nghệ thuật á. Dạ. Nói cũng nghe nhiều người nói vậy. Bên đây họ nói là em nói nhỏ quá, với lại nói nhanh quá, họ nghe không kịp á. Dạ. Đó họ chỉ nghe được mỗi chữ lì thôi, cho nên hiện giờ là mặt họ đang rất là xanh. Rồi họ không hiểu. Quan trọng là chữ đó rồi, khỏi còn nghe chữ gì hết á. Chị em còn chưa nhớ tên. Anh Trị. Dạ. Trị á, em Trị á. Bạn nghe thấy đó. Thấy tên Trị là em biết rồi, bên nào Trị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Trị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Chỉ Trị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à, thật ra chắc do micro của người chơi á, không có nghe rõ. Thôi đi. Em nói lại tên cho bạn nghe. Anh ơi. Dạ, anh nghe anh em ơi. Anh nghe rõ tên em nha. Anh nghe một lần rõ. Em tên là Cẩm Chi.
Cẩm chi đúng không em? Có ý nghĩa là một loài hoa kiểu như xinh đẹp, nhẹ nhàng anh. Cẩm chi, chi. Dạ đúng rồi. Chi hay nhi dạ. Em ơi, nhi hay chi? Nhi là nhỏ, chi là cái cành đó là cái nào? Đúng rồi đó. Chi là cái cành đúng không? Chi. Dạ đúng rồi. Chi, Cẩm chi. Và trị. Ừ. Đó, tên mệt quá ha. Mở rào cho hai người nói chuyện. Con định nói, em định nói gì nè chị Hồng Vân, là không có tên cẩm chướng là được rồi. Cẩm chi là ok. Đó dạ. Bởi vậy đó, không chỉ là trị thôi chứ đừng có bất trị. Còn bên đây là chi thôi, đừng có chướng đó, đúng không? Đừng đó, rồi, đó. Okay. Chướng là chị với chướng là thôi rồi, còn gì nữa đâu, thấy đi về. Okay, okay. Bây giờ tôi thắc mắc nè, bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Thực em, sự em, luôn em, á. Em mới nói đó, thì giờ người ta trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Thì tới giờ mới ra vậy. Ờ, tại đó. Vì bất trị quá đúng không? Ừ. Chỉ vì cái bất trị đó thôi gì hay sao? Đúng rồi, kiểu như là em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Ờ. À, em rất là cưng, em sẽ cưng chiều, em sẽ nói chung là sẽ yêu thương đó, nhưng đừng có gọi là chướng quá là em cũng không nhường. Thì nó dễ nó nhưng dễ mà lên ví dụ nha, ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì chân ta khóc không? Đấy. Khóc rồi xỉu, không ấy cái xỉu cái đùng rồi sao rồi em có nhường không? Xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi em ngồi coi tivi. Rồi như vậy thì để chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? À, hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè là bàn tay bàn chân đếm là gần hết, kiểu như vậy. Bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Nó cái mà anh chị biết sao không, là cái sao em hình như là cái duyên á, em gặp người nào rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt. Mà em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Là cứ với lại em thích tự do. Em thích là mình nhiều khi mình sẽ có một vài thời gian cho riêng mình. Mình ngồi riêng, mình ngồi mình uống vài ly rượu chẳng hạn, hay là mình đi chơi, thì không lẽ lúc đó mình cũng phải khai là mình đang ở đâu. Mình chắc chắn là em luôn có một cái những cái nguyên tắc rất là cứng trong cuộc sống của em. Bởi vì em lì mà, nên là em cũng khá là cứng trong một số nguyên tắc. Ví dụ như em sẽ không bao giờ nói dối. Em sẽ không bao giờ ăn cắp. Thì ngoài ra em có thể làm những chuyện khác, nhưng em sẽ không bao giờ phạm cho hai chuyện đó. Nên làm ơn đừng có nghi ngờ. Nếu em nói thật là em phải lúc tin đó tưởng, đúng, đúng không? Rồi, em đang ở đó, em đang làm chuyện đó là đủ rồi. Đừng có theo rồi xong rồi. Nói chung là phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát, trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thật ra rất là khó. Thật ra là đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Thì em nghĩ là đó, cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chị là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đinh rồi đúng không, đếm không có xuể đúng không, đếm không đếm giờ ngồi đếm mệt quá. Thì đó chị mới nói đếm không xuể đó. Rồi để hỏi nè, 33 tuổi mà quá trời mối tình vô số luôn, đếm không xuể không luôn. Em nói là trong bàn tay bàn chân mình đếm hết, đếm vừa rồi nó không vượt qua cái số đó, coi như trong bàn tay luôn. Dạ trong bàn tay rồi. Thì thôi mình cũng vậy, mình nói gì ai thôi, làm như là mình đi qua đây nè. Nhắn lên. Gái bây giờ hôm qua ông hỏi về mối tình bên đàn gái giùm tôi đi. Đó. Đây là cô bé rất là mong manh. Cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? À, dạ em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. À, mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. À, trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Em mối tình thứ nhất là mấy năm? Mối tình thứ nhất thì em quen 1 năm rưỡi. Rồi mối tình thứ hai? Là 1 năm 3 tháng 21 ngày. Trời ơi nhớ luôn 21 ngày luôn nữa. Hay quá trời. Nhà chia tay lâu chưa cưng? Dạ chia tay cách đây khoảng 7 năm. 7 năm rồi. Ồ 7 năm rồi. Dạ. Rồi 7 năm ở không vậy đó? Dạ. Ồ. Chắc phải có nguyên nhân đúng không? À. Lý do tại sao chia tay? À, dạ thật ra thì cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Nhưng mà kiểu phụ nữ á, tại vì em cũng không có còn phải là quá nhỏ, cho nên là em cần nhất mà cái sự mà em không cần quá đẹp trai hoặc là quá giàu có, nhưng mà cái kiểu phải đem lại cho em cảm giác an toàn. An toàn đúng không? Nhưng mà cái lý do tại sao mà em chia tay cái mối tình lâu dài đó? Nói chung thì nguyên nhân sâu xa thì tính là đến nay mẹ em vẫn nói là do hai bên kiểu như là không chịu cố gắng vì nhau á. Sau khi mà em tốt nghiệp thì em về quê làm, xong rồi đó em hai người khoảng cách xa nhau thì nhiều cái mâu thuẫn á anh Linh, cho nên là chia tay. Rồi bây giờ mình cũng đã nói chuyện chút xíu về đường tình duyên hai bạn, một bên cũng đếm coi trong đầu ngón tay ha, một bên cũng 2 mối tình chính thức rồi. Bây giờ mình bỏ qua những thứ đó đi, bây giờ mình đi tìm một cái mảnh ghép cho mình nè. Bắt đầu từ bây giờ
Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, thu hút được em là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ em thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là anh đó đang muốn tạo thu hút với em mà, tại vì khi mà gặp nhau ở trên đây có vài phút thì mà chỉ kiểu anh đó không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Rồi với lại mẫu người như thế thì anh nghĩ rằng là người này cũng đẹp trai ha, trắng trẻo, nói chung là không có nghĩa là cái bạn bên kia là gặp một cái là có cái đặc biệt liền, tức là mình phải có cái sự thu hút liền. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Hiếu thảo, tại vì em suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ thì sau này có khi mà lấy em về á thì cái khả năng á sẽ hiếu thảo với bên nhà em. Còn nếu mà kiểu đã không hiếu thảo với gia đình mình rồi thì chắc chắn là sẽ không hiếu thảo được với ba mẹ gia đình khác. Với lại là hiếu thảo cha mẹ đôi khi hiếu thảo với vợ luôn á. Với lại là kiểu phải biết có chí cầu tiến nè anh. Rồi bên đây ta bác sĩ rồi mà cầu tiến gì nữa. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có em cảm giác là em đáp ứng không bao nhiêu phần trăm? Nếu mà nói chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Là thí dụ như có những cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, thì anh không biết là cái tiêu chuẩn hiếu thảo của Chi với em là nó làm sao em? Thật ra là không có tiêu chuẩn đâu anh, nhưng mà kiểu như khi mà em tiếp xúc với anh lâu ngày, khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á, thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em là bây giờ nói chung là rất là muốn em có bồ. Em xin kiểu em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn, anh là, chị dạ chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy là cái mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét, là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa, mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được, có bồ đem về là được. Và đi coi bói là kiểu là bà bói nói, nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự, và đến nay là tháng 7 là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Nói chung mẹ em rất là sợ em bị thế. Thế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là thì đó, em... ý anh là hiếu thảo là vậy đó, cưng, đó chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Thí dụ như mình hiếu thảo là mình có phải cái mẹ mình cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không, ý anh vậy thôi. Theo em vậy, em có một là em nghe là mẹ là em hiếu thảo, hai là em qua gặp luôn chị luôn. Tại em biết sao không, anh nè, anh thì anh không nghĩ anh là bất hiếu, nhưng mà là thí dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự thí dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Thí dụ như khi mà em quyết định nghỉ công việc ở đâu để chuyển một cái việc khác mà em nghĩ bây giờ nó dẫn dắt em tới cái sự nghiệp nó tốt hơn á, thì ngay thời điểm đó mẹ em luôn luôn cản lại, nhưng mà em thì không, em không nghe chuyện đó, em thì em sẽ quyết định là em sẽ làm theo cái gì theo ý của mình đó. Thì trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trước giờ thì dĩ nhiên là ba mẹ trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý đó. Thì anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không, có đạt được cái sự gọi là hiếu thảo, bởi vì chắc chắn anh sẽ có những cái lựa chọn rất là riêng của cá nhân anh. Còn về hiếu thảo đối với anh là chỉ là đơn giản là mình lo cho ba mẹ mình đầy đủ cuộc sống tương đương giống như mình có gì thì mình lo cho ba mẹ mình, như vậy thật là nói chung là chân thành thôi. Là thì ý chị muốn nói tức là có những điều mình không nghe lời ba mẹ, không phải là mình không hiếu thảo, đúng, mà em lại sợ là bạn chi nghĩ vậy. Là mình đó. Làm theo cái mình suy nghĩ, tại em biết đúng sao em cũng muốn chia sẻ như vậy nè anh Linh. Hồi xưa chị Vân là em có một cái không biết cái đó là em thu thập từ đâu không biết, nhưng mà có một cái quan niệm như vậy là khi mà mình sinh một đứa con á, ba mẹ sinh ra mình, hoặc sau này ví dụ mình sinh ra con của mình á, thì đó là một cái dòng nước chảy xuôi, mình sẽ có một cái trách nhiệm để lo cho đứa con đó cho tới năm mà nó đủ lông đủ cánh để nó đương đầu với cái cuộc sống này, bởi vì bản chất đứa con mình
nó không có lựa chọn để bước ra ngoài, mình chọn cho nó bước ra. Như vậy thì ba mẹ mình có nghĩa vụ đó để lo cho mình. Ngược lại thì mình lo cho ba má mình là bởi vì mình có một cái tình cảm trong suốt bao nhiêu năm đó, nhưng thực sự mình sẽ không có cái nghĩa vụ để mà tuân theo tất cả những gì ba mẹ mình sắp đặt, bởi vì đó là cuộc đời của mình. Thì em luôn sống theo kiểu như vậy. Em là không theo sự sắp đặt của ba mẹ. Dạ vâng. Mà theo sự sắp đặt của em. Đúng rồi, bởi vì thật ra thì em muốn tận hưởng cái cuộc sống của em tới từng giọt, nó thật là ý nghĩa. Rồi, thì đó nên là quan điểm thôi. Đó, thành ra em sợ là bạn Chi sẽ thấy là em không có gì hiếu thảo hết. Một xíu á là em với lại bên kia mở rào ra trao đổi nha. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi những người thân cái đi. Đúng rồi, bây giờ tôi phải hỏi bạn Chi một chút xíu, cái quan điểm đó là có trùng hợp với quan điểm của em không? À, dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Cái quan niệm hiếu thảo của em là kiểu không phải là nhất thiết phải nghe lời hoàn toàn ba mẹ em, giống như cái chuyện mà ba mẹ em là bắt em phải đi xem mắt nè, rồi kiểu tại ba em cũng có nhiều mối quan hệ cũng bắt là nói chung là bắt xem mắt rất là nhiều thì em cũng không có chịu xem mắt, nhưng mà cái đó thì cũng không phải liệt vào cái chuyện mà em có hiếu thảo hay không. Đúng rồi. Dạ. Thực ra cái quan điểm hiếu thảo ở đây nó đơn giản lắm, là đừng có làm cho cha mẹ bị cảm giác là mình bị hỗn á, giống như con cái mà hỗn hào với cha mẹ là một cái mà tuyệt đối trong một cái mối quan hệ cha con mẹ con. Rồi, còn cái việc quan bạn, điểm thì nói chung là tranh luận nhau vấn đề hiểu thảo. Anh Linh mệt em rồi đó, anh Linh mệt mà chị hiểu thảo rồi đó. Hiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là sự kết nối thôi. Dạ rồi. Hai bạn sẽ tranh luận với nhau. Ừ. Bây giờ là bạn là gái đi với ai? Ừ, em đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân của em ạ. Ừ. Dạ, bạn Khôi là bạn thân của em ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi đi với ai? Dạ, em chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Dạ, em đi với lại em trai của em. Em ruột hả? Dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Rồi. Dạ. Em nói đi em. Dạ, con xin chào chú Yên Linh và cô Hồng Vân, con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ chị. Thì theo như em nhận quá trình con làm việc với chị, cũng nghe chị đưa ra lời hỏi ý tưởng của mình, thì bạn nữ này cũng rất là an toàn. Nãy giờ em còn nhìn á thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ chị. Ủa là sao? Em nói lại anh nghe. Thì nếu mà khi mà ngồi nhìn bạn nữ chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. An toàn hả? Ngồi sao cho, với cho bên em con. Giải thích là cái từ khoan để cho bé nó hết đi. Sao hợp với ai? Dạ hợp với phòng khám của bên con, phòng khám thế giới à, chứ không hợp bác sĩ với chị đúng không? em nó hay nói anh người lớn xong nó xài từ an toàn á. À, thật ra là cái an toàn là cái nguyên một cái đội ở dưới bên phòng khám em hay dùng để em cái từ đó không có tích cực lắm đâu, bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á. Ừ, thì em mới kêu là sao tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển giờ đó. Ừ, thì không biết là an toàn là sao, an toàn sao này kỳ quá nói vậy liền thì rồi. Yeah, thôi Vân thấy mở rào được rồi đó. Cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi bây giờ mở rào có cái sự an toàn như thế nào nha, xem cái quan điểm của mỗi người về sự hiếu thảo thế nào, cứ tranh luận với nhau nào. Yeah, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Dạ. Yeah. Rồi em lấy bắt đầu đi. Dạ em. À, cái này là quà. Dạ. Mở ra đi cưng, mở ra đi chị. Dạ. Mở ra xem là cái gì nè. Không, em đứng đó đi, em mở anh ra mở. Xem em nói ý nghĩa của cái món quà. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái Văn Chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ủa, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp ở đây. Ở trong, anh mở ra. À, anh mở ra. Ôi cha, cái này cũng giống em lắm nè.
Đây đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách Em Thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 2020. Anh cảm ơn em. Nói chung là khi mà nhận cái quà này thì anh rất là ngạc nhiên. Thật sự là anh không nghĩ là mình sẽ có một cái quyển sách như vậy. Bởi vì thật ra thì một cái bác sĩ thường rất là khô khan á, anh đọc những cái sách về y khoa, thành ra là anh không có một cái sách như vậy. Em có một cái nói một xíu về cái nội dung của quyển sách này. Cái quyển sách này thì là một người bạn của em viết, là bạn Khôi. Đúng rồi, anh thấy tên Bình Khôi. Quyển sách này em tới thời điểm hiện tại thì em rất là thích, tại vì không phải là do bạn em viết mà em thích. Tại vì trong quyển sách này thì nó nói về những cái trải nghiệm của người trẻ mà vượt qua những cái khó khăn. Thì anh thì làm bác sĩ thì kiểu như cũng thời gian rồi công việc, áp lực công việc rất là nhiều. Thì em mong gần là anh sẽ đi qua hết những cái khó khăn đó để đạt được những gì mình muốn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Anh chỉ có một cái câu hỏi nữa thôi, là em là một cô gái viết văn như vậy thì em đã có sản phẩm của mình chưa? À dạ, em không phải là cô gái viết văn ạ, em là thích thôi. Thích thôi hả? Dạ. Một cô gái văn chương. Dạ. Anh cảm ơn. Anh thì còn là có một cái món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á, thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểm món quà của anh, nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. À, em suy nghĩ cách rất là văn chương. Nhưng mà anh thì anh nói cái này, tức là với anh, khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Dạ. Thì anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Ở nơi đó mới là cái nơi mà em sẽ cảm nhận được rõ con người của anh như thế nào. Cảm ơn anh. Với em. Em để đây nè. Nghĩa là tặng cái hộp quà không có quà trong á hả? Là một cái hộp trống rỗng lên nè. Coi như anh rất là ẩn ý luôn á. Nếu mà tôi ai tặng tôi hộp không á, tôi đi về luôn, trả là cái hộp. Thôi mà, tôi giận anh, rồi. Anh đi về vậy thì ai làm chương trình? Rồi, hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Nào. Em chào anh. Mình phải ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị khớp. Hồi nãy giờ anh nghe em trao đổi á, thì kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi rất là nhiều, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ á thì có ảnh hưởng, với lại em ảnh hưởng tới cuộc hẹn hò không, với lại là em muốn là ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào. À, tức là nếu mà bây giờ mình bắt đầu hẹn hò thì cái công việc của em cái thời gian rất linh động đúng không? Thì... Dạ không linh động ạ, em làm giờ hành chính, nhưng mà vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện với mà... lại là ở nhà kiểu như em ở trọ, cho nên là 10 giờ đóng cửa rồi. Em đi phải đi rất là nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi, thì với anh không có làm giờ hành chính. Nên thật ra thì cái thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Nên nếu mà em nói là em đã có thời gian đi làm rồi, dành thời gian cho công việc rồi, thì còn tí thời gian rảnh nào em có thể dành cho anh thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em thật sự là còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh là tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Không sao. Anh có biết hát không? Hả? Hát hò hả? Dạ. Một chút xíu. Vậy anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Em muốn nghe liền bây giờ không? Hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao? Anh cũng dường hết. Thôi nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi, anh hỏi em và em sẽ trả lời cho anh. Nói chung thì rõ ràng đó, anh thì
anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cái quan điểm. Bởi vì rõ ràng là em với anh cũng vậy, mình cũng qua nhiều một số lượng mối quan hệ rồi, thì em thấy là đa số á, là nó ảnh hưởng là do cái quan điểm sống của mình nó chỏi với nhau. Thì hồi nãy thì anh cũng bàn về cái chuyện là quan điểm sống của em về cha mẹ, anh cũng có nghe là em cũng có tham dự một cái số cuộc coi bói. Về cái đó thì anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói thì dạ, nó ảnh hưởng sao? Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn, là em đã vào cái thế bí rồi chứ thật ra em không tin. Em không tin, nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi Tý, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. Mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Như vậy thì em thấy sao? Bởi vì em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Trí nhớ em tốt. Thì nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Hoặc là những cái mà như anh nói, kiểu như cái chuyện mà hiếu thảo mà có nghe lời ba mẹ hay không á, thì kiểu như em cũng sẽ không để ý đến cái chuyện là ba mẹ em có chịu hay không. Nhưng mà thật ra là bây giờ thì khi mà em mang ai về, ba mẹ em rất là mừng, chứ không có chuyện là sẽ phản đối bất kỳ một ai. Không cần phản đối gì nữa hết. Dạ, thì cũng gần giống nhà anh rồi đó. Rồi thôi mình vào chuyện quan điểm về hôn nhân gia đình đi các bạn. Chúng ta đang tìm hiểu về tình yêu đó nha. Thì thật ra thì nhìn nhau một thời gian ngắn chút xíu thì anh có thể đoán em rất là thông minh. Nhưng mà thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, có cái trào lưu nhỏ nhỏ thôi, thì phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì với em nha, anh hỏi đó một cái quan điểm cũng quan trọng đối với cái sự lựa chọn của anh đó, thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Thật ra kiểu như nói chung là em người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người, nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Tức là em cần một người dựa, một người đàn ông để có điểm tựa cho mình. Anh nghe em cũng có nói như vậy. Thì nếu mà một người đàn ông dù như anh hiện giờ, thì nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2 tới 3 căn hộ. Dạ em không phải làm sale sao? Anh hả? Em là marketing thôi. Em là marketing hả? Như vậy thì giống đó, em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. Thật ra là em cũng là người độc lập. Có nghĩa là khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được. Ngay cả chuyện mà khi mà em đi làm, khi mà em kết hôn rồi á, thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. Thì đúng là như vậy đó, cũng cái điểm rất là hay. Nhưng mà nếu anh là một cái người mà vẫn, tức là lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại, thì em nghĩ em có chọn người gì không? Mặc dù anh nghĩ là anh cũng có ngoại hình cũng tầm tạm, nãy chị Hồng Vân nói. Rồi nói chung anh cũng sẽ rất là vui vẻ. Ở với anh thì thường là em không có buồn. Anh thì không có nói quá nhiều đâu. Ở đây thì bắt buộc mình nói nhiều mới nói thôi. Và như vậy thì nếu như vậy thì em có lựa chọn không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Nói tóm lại là bây giờ là coi như là cô bé này nãy giờ là gọi là bị tấn công đó, nhưng mà cô ấy đã gọi là rất là ngoạn mục để mà có thể là lướt qua hết tất cả những cái cuộc tấn công ồ ạt của đối phương, đúng không? Và bây giờ thì chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Hồi nãy là không có vật chất rồi, bây giờ phải có tinh thần. Một ca khúc hay là một cái điều gì đó, đúng không? Như là cổ yêu cầu nên là em tặng cổ một bài hát đi. Anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. Thật ra anh muốn tự đàn, nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, chương trình lên bị nhục nhã, nên anh nhờ bạn đàn. Thì đây là một bài hát mà anh rất là thích. Thì chắc anh sẽ hát tặng cho em. Mong là em đón nhận cái món quà đó từ anh. Rồi đứng lên đi cho có cột hơi nè. Em đứng lên nhận cái món quà tinh thần này của bạn. Mình đứng hát không gì? Qua cái mic này có nghe không? Nghe cơ. Nghe.
Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Mít. Có thể nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Cảm xúc tới đâu thì em thể hiện tới đó, nắm tay rồi nhìn sâu vào mắt đối phương. Chết rồi, quên lời sao ta. Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Giấc mơ về em, có lẽ anh bắt đầu khiến anh không thể quên. Tiếng nói âm ả vẫn cứ vang trong tim thương. Em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em. Yêu là rất nhiều, yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh, vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây. Dù thời gian vẫn cứ trôi theo từ mây. Baby, 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 hãy đến với anh một lần ôi. Hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No, 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 no. Hãy đến với anh một lần ôi. Và cho hết những phút sai lầm, anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau. Ôi em, da 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 da. Hay ha, bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Anh đã từng thi Việt Nam Idol. Dạ. Dạ. Em đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Thì thật ra thì nói một phần là bởi vì cuộc sống với anh á, anh có một cái điểm nếu mà nói em đã từng chia sẻ hồi nãy á, sẽ làm cho em cảm thấy không chắc chắn. Đó là việc anh không an toàn. Nhiều người nói như vậy. Cái bài hát hồi nãy thực ra là bài hát độc quyền của anh. Em từng ra single bài này rồi. Bài này thì cũng được ca sĩ Thu Minh chọn để hát trong live show của mình 25 năm. Nói chung là một người, anh hoạt động là nghề chính đó là bác sĩ, nhưng mà anh cũng có tham gia hoạt động nghệ thuật. Rồi, yeah. Ok. Đó là những cái gì mà anh nghĩ rằng cũng đạt được thành công của em. Yeah. Em gái. Em hát không hay. Yeah. Nhưng mà em sẽ tặng anh. Mình hát bằng cả trái tim. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Hai đoạn. Bắt đầu đi em. Yeah. Anh không biết ngồi gần em hơn được không ta? Anh đứng ở đây. Không, anh ngồi cũng được. Nào. Dạ. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt. Hết ạ. Rồi. Chúng ta hết thời gian rồi các bạn. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều, nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn, để các bạn tự dẫn câu chuyện về tình yêu của mình ha. Bây giờ thì mình để tay vào nút bấm đi. Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng đủ sức để cảm nhận được xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Em để vô đi. Để tay nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta có thể vui, đùa, chúng ta có giỡn, nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại. Hai chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu cặp đã thành vợ thành chồng, biết bao nhiêu đứa con cháu đã ra đời rồi đó. Thành ra chúng ta phải thật sự kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không phải, chúng ta đừng bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng cướp đi cơ hội của nhiều người khác. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Không sống dối con tim mình được nha các bạn nha.
Hãy thật sự nghiêm túc với nút bấm của mình. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành, mà đúng là như cũng một từ mà em cũng hay dùng, đó là em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Anh thấy rằng cũng không an toàn lắm, hoặc là có thể là an toàn, không có thể phát triển hơn, đúng với những cái suy nghĩ của bác sĩ ở đây. Anh nghĩ rằng là chàng trai không bấm là cũng đúng đó. Đúng rồi, thực sự là Vân cũng có cảm nhận là chị sẽ không bấm nút. Mà không bấm là không phải vì là Chi gọi là Chi không, tức là không bấm là nghĩ cho Chi đúng không? Chị cảm giác là em nghĩ cho bạn Chi, bởi vì em mong manh, em rất hiền và em rất là phải cần một cái chỗ dựa nó thực sự an toàn giống như chị nói. Và chị là tự nhận thấy là chị không mang lại cái cảm giác đó cho em, thành ra là chị không bấm. Chị cảm nhận được cái điều đó ở em. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp ha. Em cũng là một người con gái khả ái mà nghĩ rằng là cần một cái người có thể là an toàn hơn. Đúng như những gì bác sĩ đã nói. Còn em trai thì cũng có rất nhiều cô gái sẽ bấm với em. Biết đâu người ta sẽ hợp với những cái ý của em thì sao. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chắc chắn là hôm nay cái hộp quà đó sẽ không bao giờ có quà cả. Đây, hãy giữ lấy kỷ niệm mà mình đã nhận trong ngày hôm nay, đừng quên nó. Hộp quà cũng vậy, mặc dù nó không có quà nhưng hãy giữ lấy. Có đôi khi người ta tặng mình hộp quà rất đẹp nhưng bên trong chẳng có gì cả. Không, anh sẽ có một cái thứ để lắp vào cái hộp quà đó. Đó là bởi vì anh thấy em là một người em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình, bởi vì em rất là xinh, thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Ok đó.